Xin chào các anh chị và các bạn nha. Hôm nay em sẽ giải đáp thắc mắc cho mọi người, đó là đó là tại sao cái hàm răng của em nó lại xấu như vậy. Nhớ là lúc hổm nó đâu xấu dữ vậy đâu, càng ngày càng xấu. Mà còn là bị mất bị súng răng nữa chứ. Xấu, người ta nói xấu rồi đúng rồi. Có gì đâu mà phải vậy hết. Tại vì hàm răng em nó xấu quá, lúc hổm á nó bị nghiêng á, với lại nó yếu cái răng á, cho nên là em đi gọi là đi đi khám á, đi bác sĩ nha khoa đi khám răng á, thì người ta tư vấn là em niềng răng, cho nên là răng đang niềng. Răng đang niềng niềng chắc được như ta từ tháng 7 hả? Từ tháng 7 đến giờ tháng 5 tháng rồi. Mà giờ hàm răng nó đang chạy từ từ, cho nên là thấy nó lúc mà nhìn gần á, lúc mà nhìn xa không để ý, chứ nhà nhìn gần thấy mắc cười lắm. Dung đi đâu mà vậy, cái nói chuyện nó nhìn vô hàm răng không. Giờ bữa nào ăn xúc miệng, ăn á hả, xúc miệng cả 10 phút rồi, ăn phải ngồi xỉ răng rồi đi xúc miệng, ngồi cực kỳ chết luôn. Thì bao lâu nó mở ra? Chắc năm rưỡi đúng không? Nửa năm rồi, không biết. Không biết tỳ răng này chứ ai biết nó chạy tới đâu. Khi nào được thì mở rồi. Hai năm rưỡi gì không biết nữa. Lâu quá lại ha. Làm đẹp lâu quá. Nếu hàm răng của em đang niềng bây giờ là bữa nay thì tại vì người ta làm thì mỗi tháng thì tháng này thì người ta làm cái cộng dây kẽm nó dày hơn, cũng tùy răng, nói chung là tùy răng chứ bao lâu em không biết, nhưng mà với lại tùy răng thì người ta mỗi tháng người ta sửa một kiểu khác nhau, còn cái mắt cài thì là mắt cài bằng sứ, cho nên là nhìn thấy nó khó nhìn mà ra kỳ cục. Còn nhìn, nếu mà niềng bằng cái cộng dây kẽm á là nó đen lùi à. Nghe lùi hàm răng nó bị xuống cái răng. Mắt cài kim loại thì nhìn nó đen lùi ra. Còn cái này nhìn gần á, nhìn tưởng nó cái răng mình nó bị cái gì á. Nhìn cái răng tưởng nó là cái răng nó bị mẻ. Ủa răng như ba có mắt dây thun không mọi người? Có. Đang nói dây thun. Có khi thì nó mắc bằng dây kẽm, có khi thì nó cũng kéo bằng dây kẽm, khi kéo bằng dây thun. Lần này thì kéo bằng dây thun người ta không có nó kỳ cục hả? Nói chung là tại răng xấu cho nên mới làm đó, người ta tư vấn là mình làm thì mình nhắm mình chịu được thì mình làm, với lại dư răng á cho nên nhỏ hai cái răng, cái nó bị trống hai lỗ, hai răng chó rồi không, cái bên ngăn chó. Hồi xưa răng cỏ hư đâu có sửa sang như giờ về đặt niềng rồi đem tiệm rồi này kia, chứ hồi xưa răng nhất gần chết để nhà chừng nào hư nhổ luôn gì đó. Mà con nghe nói nó hư một cái nhổ một cái nó trống lỗ, mình phải trồng cái khác chứ không nó bị hư hết, siêu hầm răng luôn, siêu gũng hết trơn à, nó xưa nó chạy cái răng không bị rồi nè, giờ nó bị lây vô hai cái nhổ cái nào cho tiền nhổ rồi. Nhổ rồi, nhổ dưới giữa nè, không có trồng lại, giờ nó bị lỏng le, nó bị giãn cái răng rồi. Để trồng lại hả? Có tính trồng lại hả? Tính không biết nữa. Trồng răng tông gì mắc không ta? Ở đây chứ đi. Tại hồi đó thì không biết, thì ăn bánh tráng, thì đi học thì ăn bánh tráng, cái nhà bánh tráng gì hả răng? Răng lỏng nè, giãn lên răng ngoài hả? Ba bảy. Cái gì thiệt thì nó dễ chứ răng giả nó khó lắm. Còn cái chân á thì nó không bị giãn mà nhổ luôn cái chân là nó bị giãn, mà hồi đó cái chân thì nó bị hư luôn cho nên thì phải nhổ. Nhổ chân sau với nó cái chân đang cùng á, kế đang cùng. Nó cái gì mình xài đồ thiệt là tốt, mà còn đồ giả gì cũng dở hết. Như răng đâu có thiệt hoài được chị. Cho nên hồi đó chị xanh mấy đứa này mỗi lần có bầu đứa cái bắt đầu hư cái răng, bầu đứa hư cái răng hư riết. Vậy năm chị vừa được 50 tuổi rồi răng không còn một cái nữa, rồi cái còn có mười mấy cái nhổ luôn hết trơn luôn, trồng răng luôn. Mẹ nói là mẹ nói vậy tiện không tới 50 tuổi đâu, không còn cái, còn mười mấy cái nhổ trồng luôn là gì? Mẹ cái chân.
mà còn chân được không vậy ta hả? Ăn được. Mẹ nói là cái dòng họ của mình nhà mình đó là không có răng, không có chắc, máu xấu, máu xấu, răng không có chắc. Giờ mình, đúng tiền người chứ đâu phải người đâu. Giờ mình sẽ làm, thử là thử sao là già, thử là xài được tới bao nhiêu tuổi nha. Như cái lúc đầu thì ăn không có quen thôi, chứ nó không có đau, nhưng mà kiểu nó ê ê thôi. Nhưng mà sau thì quen á, cái lúc mà mỗi tháng, lúc mà đi kéo, đi siết một lần á, thì nó chỉ ê 2-3 bữa thôi, còn ngày bình thường vẫn ăn thì bình thường. Cho nên là các bạn thấy mình ốm không phải là do mình niềng răng mà ốm, không phải là do mình ăn không được ốm, thật ra là mình ăn được phà hết á, ăn gì cũng được, ăn xài cốc ở thầy mận gì quất láng hết. Nhưng mà tại vì kiểu tự nhiên ốm mà chứ ăn thì ăn nhiều lắm. Với lại nhiều khi không có thời gian ăn á, với lại tối mình không có ăn, nên tối không có ăn giặt đồ này kia, cái là nó ốm. Chứ hồi lúc, tại vì lúc trước đó ăn nhiều lắm, ăn tối ăn giặt nhiều lắm, cho nên nó hơi phì chút xíu. Cho nên là nhìn thấy, tại vì mình làm bắt mắt cài sứ á, cái là nhìn cái lúc mình nhìn ngang vậy nè, thấy nó cứ đưa ra vậy mà nhìn nó ngọ y như cái răng mà nó bị gì á. Ủa sao trời này da nhăn dữ vậy ta? Chứ đâu có ai đâu chừng, nếu mà răng mình đẹp là mình cũng đâu làm mấy này, tại răng xấu quá. Nhưng mà mình làm lâu rồi, có bạn, có nhiều bạn để ý biết á, và nhiều bạn biết á, nhìn ra biết mình niềng răng luôn á, còn có nhiều bạn không biết. Cái tay mẹ cái hỏi vậy, cái hỏi răng mình bị gì vậy? Có tay mẹ rồi chứ ba? Gân rồi, họ rồi như đĩa à? Y chang cái đầm mà, cái đầm rắn. Sao mà hồi đó xanh này, giờ này giặt đồ sớm nè, giặt đồ sớm hồi đó, mấy đứa này chị không người giặt không rồi dễ tìm nước biển, dễ lấy vàng quá ha, dễ lấy máu. Hồi đó xanh mấy đứa này không ai giặt đồ á, có mới có chừng mười mấy ngày mà là chị ra chị giặt rồi đó, mấy 20 ngày là giặt suốt rồi, học tay uống nước suốt. Mấy người mà mập không mập mất lắm, mập không mập ngu chứ không quá ngu. Mỗi lần mở chợ mình thấy nhỏ trẻ niệm giống như dân mà không biết răng lành nữa. Vậy hả? Tại vì đâu mấy năm trước, tại vì ở dưới quê mình nó ít niệm lắm, mà giờ thấy nó vàng vàng, cái cọng đó nó màu vàng vàng chứ không phải cọng màu trắng như vậy. Là cái cọng nào vậy? Cái cọng niệm dây á, dây thun á, cọng cây dây kẽm nữa. Cọng là nó không có tấm sáp vậy, nó hơi lạnh, nó hơi vàng vàng vậy. Là cái kiểu hồi đó là kiểu mới cài bằng kim loại á, với lại ở dưới quê ít có ai làm, ít ai quan tâm tới cái răng á. Còn bây giờ thì người ta quan tâm lắm, bây giờ nha khoa nó nhiều lắm, nhiều cái mọc đầy ra luôn, nhờ cái hàm răng người cười ra, nhờ hàm răng đẹp, miệng rất đẹp. Cái này lúc nào mỗi lần mà ê, mỗi lần là đau thì mình tự an ủi bản thân đó là sắp đẹp rồi. Chứ chắc cũng khoảng năm mấy, 2 năm nữa mới thấy đẹp. Còn như các bạn hỏi có bạn muốn biết chi phí bao nhiêu thì cái này nó khó lắm, tại vì tùy cái chỗ làm, tùy cái chỗ nha khoa nó muốn lấy nhiều nó lấy. Người ta tùy người ta muốn lấy bao nhiêu người ta lấy, tùy người ta lấy, không muốn lấy nhiều ta lấy, giá khác nhau. Với lại tùy theo cái răng của mình, cái khó, cái độ khó, độ dễ nó khác nhau, với tùy theo độ tuổi của mình là nó niềng rẻ rẻ. Còn như trẻ cấp khoảng cấp 3 thì làm rẻ, còn như mình già rồi thì làm lâu hơn. Ủa răng thì nó già rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nha. Mong là các bạn sẽ coi được cái video này để các bạn giải đáp thắc mắc. Mình có thể giải đáp thắc mắc cho các bạn. Tại nhiều khi các bạn cũng nhiều bạn thắc mắc lắm.
mà mình chưa có cái dịp để nói. Còn bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha.